bên đấy đâu nó khác, bên này nó khác. Trời ơi, quay nhiều quá. Quay mà nó đại đi này sao nhìn thấy đấy. Quay thôi, có lẽ quay rồi. Cho người ta nhìn vào. Đây là, đây chỉ ăn hai món bánh cuốn Việt Nam luôn. Cuốn Việt Nam đấy. À, đây là tất cả loại giò chị tự làm này. Đây chị tự làm cái này. Xôi đây. Salad đây, xôi luôn. Đấy bọn nó ăn đông lắm. Bán hết một Âu này rồi. Đây. Cuộc sống của người Việt tài ship rất là thoải. Đây, nem đây. Ồ, chị làm cả món nem ở Hà Nội này. Cho chị ăn thử cái nhá. Ăn thử luôn là hội chợ. Họp chợ. Họp chợ của người Việt một chút buổi sáng chủ nhật. Chỉ như thế này thôi nhưng mà cuộc sống rất là bình yên và mọi người rất là thú vị khi ở tại ship. Vâng. Chị cho em hỏi. Vâng. Chị ơi, buôn bán ở đây đắt hàng chứ chị hả? Chị ơi, cũng bình thường mà. Ui giời ơi, đừng quay em. Gái đừng quay em. Đây đây. Chị bán gì ở đây thế? Em bán phục vụ tất cả những cái mặt hàng của mọi người bên này. À, thế à? Cái gì cũng có. Đây là chè các chị kiểu. Nấu à? Vâng. Chè rồi bún các kiểu. À. Những cái gì Việt Nam mình ở bên này là có hết. Vâng. Phục vụ tận nơi. Chị ở đây bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em mới có được mấy năm thôi. Dạ. Qua đây cuộc sống dễ chịu chứ chị? Nói chung là cũng bình thường. Cũng bình thường. Thích hơn ở Việt Nam là cái chắc hả? À, thích hơn Việt Nam là cái chắc. Thôi vì Ezo mà. Em về đằng sau Ezo. Và các bác Hồ đấy. Vâng. Biết buồn luôn không? Vì Ezo đằng sau Ezo chị ạ. Dạ vâng. Một buổi sáng tuy học rất mệt nhưng mà thôi cứ nghĩ Ezo là phải cố gắng. Sống rất là thư thả và mà cũng chật vật lắm, cũng văn lăn lộn lắm nhưng mà dạ. Thôi cứ... Nhưng mà dù sao cũng vẫn là ổn định hơn khi vâng. Ở Việt Nam không chị vẫn... không phải... giống như mình không phải gan đua gì đúng không chị hả? Không, vâng. Không phải gan đua ở bên đây nữa, cứ bình yên như thế đúng không? Nói chung là một đồng Euro thì hơn đồng Việt Nam rồi thì yeah. Bắt buộc phải ở thôi. Đây, những món chè Việt Nam đây. Anh đẹp trai đây. Anh đẹp trai phục vụ đây. Con đứa nó đang liếc kìa. Đến nỗi mà cô nàng đẹp trai đi nỗi mà. Cô nàng bán con rất dễ thương này. Đây, người ship họ cũng đi chợ người Việt mình rất là đông nhá. Đây cuộc sống này. Đây là khu ca cắt tóc. Ra qua đây, qua đây. Đây đây đây. Đáng nhẽ phải gọi anh bằng chú. Vì anh chơi mẹ nó. À thế. Đây là hội chợ cắt tóc cuối tuần của Việt Nam đang cắt tóc cho người ship đây. Đấy, người ngồi chờ đông như thế này. Đấy. À. Dạ vâng, chụp ảnh người Việt đấy, rất sinh sống tại chiều mái tóc đang cắt rất đẹp. Chị ơi đừng có bạn đăng lên Facebook nhá, có thì chỉ đăng lên các trang khác thôi. Thế á? Ừ. Đây em cứ phát biểu. Đây là em Huấn. À, em sinh sống tại ship bao nhiêu năm nhỉ Huấn nhỉ? 5 năm rưỡi chị. 5 năm rưỡi. Đấy, em chuyên làm về tài chính. Ai muốn trade forex là liên lạc với em Huấn. Hai chị Ấn. Chị đang liệp. Em đang chị đang ghi hình. Chiến về bên Ocean Dragon. Okay. Tranh chấp tiền tụng thì bị gặp chiến. Cái này cây gì nhỉ em nhỉ? Cây này ô liu này chị đây. Ô liu. Đây là cây ô liu. Cây xoan này em ạ. Đây là cây xoan. Còn đây là ô liu. Các phải là ô liu. Đây mọi người đang chờ cắt tóc đây. Rất là đông. Cuộc sống bình yên chưa? Thích. Rất là thư thả. Rất là nghệ sĩ nhé. Làm việc rất nghệ sĩ nhé. Đây là các bạn Philippines. Ấn India này. Ấn Độ. Pakistan. Việt Nam. Cắt tóc rất là sành điệu. Mái tóc rất đẹp. Không thua gì nhà tạo mẫu tóc tại Việt Nam nhé. Đây, màu gì thì chẳng có. Thank you.